laptop. Rồi, quay phải vậy thôi. Hello cả nhà, trước mắt cả nhà hiện tại mình đang có mặt đang ở vị trí. Rồi, anh cứ đánh lái vô, mắt clip bên kia, đổm nữa. Nữa, đổm rồi. Chưa, một làng này trước, đừng có đi qua làng kia liền. Rồi anh đi, đúng không? Nhớ giùm em nha, đúng, mình đúng. Vô nhập làng, tại vì ở sau nó còn xe nữa, xe đông đúng không? Dạ. Các bạn lưu ý là khi các bạn đi ra một cái làng đường lớn, mình đang gọi là làn đường không ưu tiên, mình ra làn đường ưu tiên, các bạn phải quan sát nha. Không? Rồi thứ nhất là các bạn quan sát là coi có xe có nhiều xuống không, xe nhiều xuống thì các bạn nhập từng làng. Nhiều khi mình xe nhiều quá mình phải nhập làn xe máy mình mới ra làn này. Rồi bây giờ chút xíu anh đi thẳng lên luôn giùm em nha. À, hiện tại mình đang có mặt ở ngay chỗ đường số 7, mình đang bắt đầu cắt ngang gọi là con đường nhanh nhất thế giới. À, cùng một anh gọi là hồi xưa cũng chạy xe tải ở trong khu công nghiệp rồi đó, nhưng mà giờ chưa biết cái số tự động như thế nào, là nãy mình sẽ chỉ sơ cho ảnh. Rồi bây giờ anh em mình đang xuất phát về gọi là bến tè xứ dừa nghèo nữa. Anh em là bến tè bỏ hoài nha. Rồi đi tiếp, đạp ga lên giùm em. Đúng rồi. Rồi anh có thể quan sát bên phải trống thì chuyển làn vô mở xi nhan. Đúng rồi. Rồi lại vô đó. Mình đi chậm vô trong, yeah. Để nhường cho anh em ta đi. Rồi ngó trước không ngó sau nữa. Rồi anh đặt ra tắt xi nhan. Khi mình đã chuyển qua rồi mình không ngó sau nữa. Anh cứ ngó trước giùm em ha, yeah. Cứ ngó trước đừng có ngó sau. Vẫn còn cái lỗi là hay ngó hai bên qua. Mình đã quan sát rồi, chống an toàn mình chuyển qua thì mình cứ tập trung về phía trước giùm em nha, yeah. Ai cũng lâu lắm rồi ảnh không lái. Hôm nay mình sẽ khơi lại yếu tố hồi xưa cho ảnh mà anh đã có cơ bản rồi, nên bây giờ mình sẽ lấy lại cái kỹ năng lái của ảnh và cho ảnh, và thứ hai nữa là cho ảnh tiếp xúc đường trường đó nhiều một chút. Nói chung là ổn. Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh xong xuôi, anh có thể ôm xe nhà anh chạy, anh đang chuẩn bị lấy xe. Khi về ôm xe chạy có gì thắc mắc cứ gọi điện cho em, còn ông nếu mà muốn chắc cú nữa một đi một cái chuyến xa nữa em kèm trên cái xe của anh luôn. À, đó là cho anh tự tin luôn trên xe của anh luôn, và xe mình cũng gần giống như xe của anh luôn nha. Đó, rồi đèn tín hiệu thì đèn vàng thôi, mình đi tiếp. Mà đèn, mấy cái đèn này nó cũng ảo lắm, yeah. Bữa em đi mà nó chớp chớp vàng vàng, cái em chạy đến đó nó nhảy qua đỏ. Trời, đâu? Ừ. Kỳ vậy. Đó, em còn không biết nữa mà. Lo tập trung ngó sao xe phụ cho học viên mà bị dính. Học viên mới biết nó, ồ thầy vượt đèn đỏ rồi. Nó trời ơi, tôi thấy đèn vàng gỗ gàng luôn, yeah. Nó khổ lắm. Rồi anh coi bên trái trống không? Trống. Rồi trống đá xi nhan, quan sát lại, bẻ nhẹ thôi, không cần gấp, tập mà. Dạ, yeah. Lâu lâu mình đi hướng nha, miền Tây các bạn. Tắt xi nhan giùm em nha. Rồi, anh để xi nhan nữa người ta tưởng anh quẹo đó, thấy không? Rồi đi tiếp. Lâu lâu đổi hướng các bạn ơi. À, hôm qua đi Vũng Tàu rồi, mưa gió quá trời, hôm nay hơi có nắng chút xíu. Đó. Hôm nay đi về miền Tây là nắng ấy. Dạ, rồi xe đó nó có chiều hướng là chút xíu người ta sẽ quẹo ngay chỗ cầu trên kia. Dạ. Nhưng mà trên kia có bạn cấm quẹo rồi. À, anh tắt rồi, mình đi tiếp. À, các bạn nhớ lưu ý nha, anh nhớ lưu ý nhận biển này nè, yeah. À, nó sẽ cấm và đầu đường nó cũng đều có cấm nha các bạn ha, yeah. Rồi thủ thắng giùm em, khó nhất là cái bảng này nè, nó nằm ngang kiểu này nè đó, các bạn được chú ý nha, bị cấm nè anh, à. Yeah. À, mình chỉ kỹ, rất kỹ luôn cho những anh em. Rồi lên cầu giùm em nha, mở xi nhan trái, đúng rồi, tiếp tục anh cứ mạnh dạn lên xe mà lo gì. Đạp ga lên giùm em, đạp ga lên, đạp ga lên nữa, đều đốn rồi đó nữa, hạn chế nhìn nó sao, cứ tập trung trước đi rồi nhìn sao từ từ, yeah. Anh nhìn sao bị đảo ta lái hoài. Cái thói quen là nó thói quen xe tải, xe tải là đa số là nhìn kính hậu rất nhiều các bạn, tại sao xe tải dài á, cặp hông nhiều, xe gắn máy cặp hông nhiều cũng phải quan sát kính hậu rất nhiều. An toàn là trên hết. Miền Tây thẳng tiến. Hôm nay đỡ cái nắng dịu dịu nhẹ thấy mát.
em muốn là một chút xíu nó đi nữa, lúc chặn về mưa lớn để chi cho anh tập kia trời mưa. Đúng rồi, thấy qua thấy có cái clip mà thầy mưa đó, giờ mưa đó, nó chạy nó cũng ấy đó, nó có nhiều cái dân quá giao thông trong đó. Với cái nữa là dù khi trời mưa á, mình biết chỗ nào rồi mình đi mình cái nước này nước nọ đó, cái kiểu rồi cái kỹ năng lái mưa. Rồi đó, rồi tiếp tục. Rồi đạp ga tiếp, cứ chấm là cứ đạp ga cho em cho nó quen cái chân. Rồi anh giảm lại. Đó, đây là cầu gọng nha bạn. Cầu gọng này, cầu nó có hai làn đường, mình được phép vượt ở trong với điều kiện không có biển báo cấm vượt, và thứ hai nữa là không có bạch liền thì mình được phép di chuyển nha. Còn riêng mà cầu hẹp là cầu có một làn đường nên các bạn lưu ý. Rồi anh có thể chuyển làn vô làn giữa, quan sát trước giùm em, nhớ giùm em nha. Khi em kêu thì anh cứ quan sát trước rồi từ từ vô, không gấp. Rồi là mình gấp cái mình không quan sát, mình lấy vô chúng ta. Ok, cái đó là vậy đó. Đó, chút xíu em chỉ cho anh cách đạp thắng ha. Nếu mà đạp bằng mũi chân thì càng tốt, cho nên cái chân nó thọc xuống chút xíu. Đúng rồi, nó êm hơn. Rồi lâu quá có thể là mình trả lại chính là nếu mà lâu ha, từ từ chút xíu đi vậy. Các bạn lưu ý nha, những cái đèn này ảo mà nó canh lắm là các bạn coi nè. Rồi anh đi. À, cái đèn cột ở trong nó đâu có dây đâu. Mình đi thẳng rồi. Dạ đi thẳng. Tắt xi nhan đi mẹ. Cái đèn ở trong cột ở trong mà nó canh lắm. Hồi nãy nó hơi nhảy số, rồi xong nó ngưng nhảy số. Giảm lại cho xe đi qua, giảm lại cái, giảm lại nghiêng vô rồi anh đi, thấy không, nó qua nó xin nãy giờ đó, thấy không. À, rồi anh cứ tiếp tục đi cái lối thứ hai. À, anh nghiêng qua bên trái nè, nhẹ thủ chân thẳng giùm em. Cái lối thứ hai cũng quẹo được. Rồi anh mở xi nhan trái giùm em đi, quan sát bên trái có xe không. Rồi anh lấy qua, anh thả lỏng tay ra rồi anh đi qua để chút xíu mình quẹo trái. Chút xíu mình quẹo trái cứ thoải mái ra xe em nữa, thứ hai có em cứ bên là lo, con ngồi kế bên cũng đỡ lắm. Tại vì lâu quá. Đúng rồi, em biết âm thanh hơi gà gà chút xíu. Giờ bẻ trái đi cao tốc trung lương. Dạ đúng rồi, phải đi cao tốc cho anh biết. Nhìn nhớ nhìn cái đèn giùm em nha. Rồi anh đạp ga lên. Cái đèn nhiều khi nó nhảy qua đỏ vàng là không biết ha, lo tập trung là không được. Rồi theo bán tải cứ gà thắng lại. Đúng. Rồi đi tiếp đó, cái thủ thắng rồi đánh lái theo cho xe tải nó qua, cái mình bọc xe đuôi nó an toàn hơn. Đó vậy thôi đúng không. Rồi đi tiếp. Rồi đi đạp gà ngó bên trái. Đúng rồi. Rồi tiếp tục mình đi làn giữa. Dạ đi làn giữa. Dạ đúng chính xác. Ok. Rồi trên giá Long Môn thì nó có để cái phân làn, gập làn. Dạ. Nó điều hướng tốc độ 60, mình đi được hai làn bên trái chính giữa đều được. Còn ghi xe tải lớn thiệt lớn sẽ đi bên trái. Rồi xe trước đi chậm thì anh có thể quan sát, mở xi nhan để đó. Thôi mở xi nhan giùm em ở trước có chướng ngại vật. Đúng rồi. Rồi anh cứ lại lại qua, người ta mới nhường. Anh không lại người ta không nhường đâu. Rồi cứ lại lại qua. Rồi ngó trước nè, coi chân xe nó nhập vô nè. Giảm lại, giảm lại. Đúng rồi. Rồi tiếp tục đi. Thả lỏng cái tay ra. Đúng rồi. Đang làm cầu đường gì đó. Rồi anh mở xi nhan phải lại.
quan sát mới chuyển hướng giùm em nha. Dạ, dạ. Chuyển hơi nhanh đúng không thầy? Dạ đúng rồi, anh thiếu thôi. Dạ. Là anh chuyển trước rồi khi dạ. quan sát là sai. Cái này là người quay bằng máy này hả? Dạ đúng rồi, quay bằng cái điện thoại của em. Rồi, trên đây thì được 60 thôi nha bạn. Ở trên đây thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng làm rất nhiều nha. À, đó, trên kia thì cấm đầu cấm dừng. Nhưng mà cấm đầu cấm dừng chừng nào xe bị ban hay gì đó à, mà đậu. Xe tải này phải đậu dưới nè mới đúng. Chứ đậu ngay cái bảng luôn là tới không chuyện rồi. Đúng rồi. Đậu dưới gọi là lách luật các bạn. Bóp càng cả, bóp càng xe tải quá. Đúng rồi. Bóp cái ngón tay ngay đây nè, giọng à, bóp trên giữa thì hơi nặng dạ. À, xe của anh giống như xe em á à, bóp vòng ngoài à, bóp vòng ngoài thôi ha. Dạ đúng rồi, nó có vòng ngoài ở trong nữa mà vòng trong thì nặng lắm, bóp ngón cái cũng được. Dạ anh đi tiếp, giống như nãy xe máy qua đó, anh giảm tốc độ lại cho người ta qua dạ. Hoặc bóp kèn cho người ta vô, chứ anh thấy người ta qua canh lách qua cái là chúng xe bên kia trái dạ. À, là đứng làng chúng ta thì anh phải đợi. À, nên tại sao nó có phân làng, nào làng 1, làng 2. Giống như nhà 1, nhà 2, nhà mình bên đây người ta qua ta quýnh mình thì ta đền. Giảm lại anh, giảm, đang đổ dọc. Rồi giảm lại, nó có thể chuyển vô trong đó, đó là cái chuyện ở trong đó. Rồi anh đi tiếp, thấy không? Trời, chút xíu anh nhìn trên cái bảng giá lông môn giùm em nha. Đường cao tốc kìa, thấy không? Đó, kia là quốc lộ A Nguyễn Linh. Đó, những cái trên giá lông môn nó sẽ có những cái biển báo hướng dẫn. Rồi anh đập ga lên, đập ga cho nó thắng. Là 2 là còn 2 km mấy dạ. Mình vô mới vô cao tốc, nhập vô cao tốc này đường dẫn dạ. Đúng rồi. Rồi cái đi làng này. Rồi anh đi tiếp, đập ga. Giao thông lúc nào cũng đó, xe máy là tuyệt đối không vô đây nha, vô đây bị giao thông dí theo liền á. Anh em nào đi xe máy vô đây là bị dí liền. Giao thông lúc nào cũng nhìn bên đây hết. Như bữa giờ cũng có mấy người đi lạc vô. Dạ có, xe máy không để ý. Vô bị dính liền. Rồi đạp ga lên giùm em. Đạp ga lên. Rồi anh mở xi nhan trái, mình nhập làn qua bên trái nha. Đúng rồi, quan sát kiến hậu giùm em. Rồi không có, mình ra dần dần. Đúng rồi, rồi ngon trước. Anh cứ ra sao bảy vô. Đâu có xe nào đâu. Rồi anh đập ga tiếp. Rồi chống nữa không, lấy cái chống nữa ra ngoài luôn. Đúng rồi, nữa. Đập ga lên, ok. Rồi tắt xi nhan. Vẫn là 60. Quan trọng là kiểm chân ga này ha. Dạ đúng chân rồi. Chân ga mình thấy là nó nhạy. Không, anh đã có kỹ năng hồi xưa rồi nên đỡ. Bây giờ là quan trọng cái tâm lý của anh. Dạ, cái tâm lý rất quan trọng. Và có anh đặt ra, có nhiều anh em đã lấy lái hồi xưa rồi, hồi xưa ôm xe chạy dữ dằn lắm, rồi chậm lại chút đó, ôm xe dữ dằn lắm, nhưng mà bây giờ thấy đường xá nó đông quá khớp, không dám ôm và cũng không dám chạy luôn, mình nói thẳng luôn. Nhưng mà đi học với mình một buổi thôi là anh em sẽ tự tin. Rồi anh đi, cái bàn chân phải nằm chính giữa mũi tạm, giữa hai mũi tàu, anh cứ đạp ga đi, đâu có thu phí nữa đâu, đạp ga lên. Bàn chân phải giữa hai mũi tàu đó, cái nguyên cái đường chỉ đọt nhỏ đó, rồi anh cứ đi, không bao giờ vướng. Xe lớn rồi, xe công nó còn vô được mà. Rồi đạp ga lên giùm em, mở xi nhan phải, rồi quan sát, lại lại qua, đúng rồi, tốt. Rồi anh cứ nhẹ nhàng. Nói chung là mình đi chậm, mình đi với mình phải. Recording complete. Rồi tốc độ của mình là 100, tối đa tối thiểu là 60. Yeah. Rồi let's go. Đập ga lên cho em. Các anh em mà đi học với mình hay là đa số đều bị bắt buộc. Học với thầy đoàn chán lắm, bị bắt buộc đập ga. Đập ga. Mà đang bị tâm lý mà ổng kêu quá đập ga hoài, sợ lắm bọn. Nhưng mà sau này xuống. Bây giờ mình cho các bạn đập ga, khi các bạn đập ga rồi các bạn
có cảm giác được cái chân ga, và thứ hai có cảm giác được cái chân thắng là xử lý thắng. Yeah. Và giảm gia tốc của xe và cái độ nhanh của xe để các bạn bắt kịp thì các bạn mới lái tốt được. Còn các bạn dậm chân tại chỗ mà các bạn chạy chậm hoài thì các bạn sẽ bị giống như các bạn đi học lái xe cũng vậy, đa số đều có giới hạn tốc độ, cũng chưa chạy cao tốc bao giờ thì bị khớp, đi nhanh hay bị khớp không sao, lên với mình là cứ dứt thôi, rồi anh dứt đạp ga thôi. Một chút xíu nữa anh sẽ quan sát những cái biển báo phía bên tay phải, nó có hạn chế thì mình đi theo hạn chế giùm em ha. Yeah. Rồi chống thì cái đạp ga lên cho em hết lực sâu vô, thấy không? Rồi thở ra nhẹ nhàng. Còn nếu mà thở hết lực sâu mà thở ra mà thấy vẫn còn bị tâm lý nữa thì anh hít lực sâu vô, 5 phút sau anh thở ra anh hết gung rồi. Đúng không? Đi học với em mà sợ gì nhất. Rồi từ xa thấy cái bảng gì chưa? Dạ 80. Dạ. Rồi anh cứ đi bình thường. Hiện tại mình đang 60 mấy rồi nhá. Mình không sợ. Đến bảng 60 nè. Đó. Rồi anh giảm xuống 61 rồi phải không? Rồi anh đạp ra nhẹ vô. Đúng vị trí đó là nó sẽ 60 hoài luôn. Rồi cái giữ nguyên đó. Thấy không? Dạ. Rồi 60 thấy không? Một nguyên bản rõ ràng không? Mai mốt là mấy cái lối này là lối nhập, nhập để về cao tốc là Long Thành à... gì cao tốc Bình Lức, Bình Lức Long Thành, Bình Lức Long Thành đó bạn. Bình Lức. Này chưa đâu, cái này là về Long An còn khúc ở trên. Dạ. Mà này đóng lâu lắm rồi đó. Chỗ dưới quốc lộ 50 đó đi lên á. Dạ. Lên tới Liền Lương á thầy. Dạ. Rồi đó khúc á, rồi đó tôi đi trong đa luôn rồi. Trời ơi nó làm xong lâu lắm rồi đó. Mà dạ. Nó chưa nói vô thôi. Chưa nói. Dạ. Tại cái đường kia nó chưa làm xong. Nói chung là nó cái cao tốc Bến Lức Long An là lâu rồi, lúc mà nó có cái này rồi. Dạ. Cái này là đóng lâu lắm rồi. Dạ. Lý do là cái địa chất với hai tiền bạc chưa có. Đúng rồi. Sau này em mới có, em mới góp phần đó. Vô mới làm lại. Được ghê chưa? Năm nay là năm bỏ lũ thiên tai. Quá trời. Em cũng góp một phần nhỏ nhỏ ủng hộ miền Bắc. Các bạn nào mà ở miền Nam thì các bạn có đủ điều kiện hay các bạn có điều kiện gì đó thì các bạn chung tay góp một phần nào đó. Rồi hết biển nha ha. Yeah. Rồi anh đạp ga nhẹ, anh quan sát bên trái trống không, đạp ga đi em chị, mở xi nhan trái ra, rồi đạp ga, đạp ga lên nữa, đúng rồi, đạp ga lên, tại vì hết rồi, hết giới hạn là mình đi được 100 phải không? Yeah. Rồi tắt xi nhan giùm em, rồi đạp ga tiếp em chỉ cho, cứ bạo lực lên chút xíu. Ok. Rồi bên phải chống không? Mở xi nhan quan sát. Đúng rồi. Rồi chống thì lại lại vô. Rồi ngó trên giùm em, không ngó sao nữa. Được chưa? Đó, có gì đâu. Dạ, học dạ. Với em là phải dạy bạo lực chút. Tàu gùng thấy mẹ luôn, mới kêu chuyển qua chuyển lại. Không mà chuyển, trước khi chuyển mình phải nhìn trước. Đúng rồi. Là nó cũng mất được 3 giây rồi nó cũng qua thân xe ấy. Đúng rồi. Chứ hồi à. Sáng anh chuyển anh đâu có nhìn đâu. Đúng dạ. Không? Sáng kêu chuyển là quất liền. Quất liền á. Bị lẹo quá bạn. Dạ. Nói chung là hôm nay là camera giấu kính nha. Quan sát được cái tay của anh thôi nha. Đó. Giờ cái khuôn mặt của mình thôi nha. Khuôn mặt này quen à, mặt móc rồi. Đó các bạn. Hello cả nhà. Thì ngày mai mình sẽ có một cái chuyến bộ túc ta lái. À... kèm du lịch, mình sẽ đi lên Đà Lạt 3 ngày, các bạn đón xem clip nha. Thì ở đây các bạn có thường hay coi cái clip của mình thì các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký cho mình một like, một đăng ký kênh, một chuông thông báo sẽ có những clip mới ra liên tục cho các bạn, à, để các bạn tham khảo thì những cái cung đường tắt hay những cái cung đường kẹt gì đó nó nhiều thứ lắm và kinh nghiệm lái xe như thế nào, mà quan trọng nhất thì các bạn bổ túc với mình thì mình sẽ truyền đạt hết cái gì mình biết. Hoặc là mình học hỏi thêm những cái gì đó để mình truyền đạt cho các bạn à, nhiều khi mà trong quá trình mà mình kèm lại mình quan sát nhiều nó có nhiều sai sót lắm các bạn, nên các bạn cũng thông cảm nha đó. Từ bi hỷ xã đó. Rồi thì anh em nào mà trong quá trình đang
gọi là đổi lại giấy phép lái xe, chưa có lái xe bao giờ hay là bỏ lâu rồi không lái, thì mình có thể tham khảo thêm buổi tập tay lái nâng cao. Cho dù các bạn học đăng ký bất cứ thầy nào cũng được, miễn sao thầy đó là chuyên về bổ túc nha các bạn. Nói các bạn phải bổ túc là các thầy chuyên về bổ túc tay lái nha các bạn. Bây giờ nhiều anh em đã ra rồi à, ra để bổ túc tay lái. Và đặc biệt nữa, có bạn hỏi ủa thầy Tòn ơi, thầy có mấy cái kinh gì nghiêng qua trái, nghiêng qua trái, đúng rồi, rồi trời ơi dữ không, trời ơi lách. À, có cái kinh phụ hả, nó có, đúng rồi, mình có cái kinh phụ là học lái cùng thầy Tòn, là cái kinh đó chính thống của mình luôn, và thầy Tòn dạy lái xe là hai kinh. Nhưng mà vẫn có những cái kinh thì giống như mình đó, TH chấm Tòn dạy lái xe, rồi xong thứ hai nữa là cái để cái cũng cái kinh đó luôn mà thầy Tòn dạy lái xe luôn, nhưng mà viết hoa, cái đó là không phải kinh của mình nha các bạn. Nó nhiều anh em thì người ta tên thì người ta muốn đặt sao đặt, thấy không? À, có nhiều trường hợp là lấy clip của mình để mà quảng cáo cho một cái trường dạy. Thì có nhiều bạn biết, các bạn nói ủa sao cái tiếng này cũng thầy Tòn mà à, thì nhiều khi mình kêu bên bên cái trung gian của mình, bên cái quản lý kênh của mình á, sẽ vô sẽ đánh giá nha, gọi là sẽ đánh gậy nha các bạn. À, đánh gậy, tại vì bên mình có một cái liên kết với Điện Quân, bên đó sẽ đánh gậy cho những nào mà ăn cắp clip của mình à, đó. Rồi thôi các bạn tập trung chuyên môn nè, tiếp tục vào hành trình. Đây là Bến Lức Long An. Chút xíu mình sẽ cho ảnh sẽ tấp vô chạm dừng chân để cho anh quen. Yeah. Mai mốt có đi cũng vậy, bất cứ đi đâu cũng vậy, phải các bạn phải cần nghỉ ngơi. Các bạn không cần nghỉ ngơi nhưng mà cái người sau cần nghỉ ngơi thì các bạn phải hỏi, giống như hôm qua cái clip mình mới làm clip, hỏi mình hỏi bạn ấy có mắc vệ sinh không để biết chút xíu lên cao tốc nó bị kẹt, mà bạn ấy không có nhưng mà mình có thì mình tấp vô xả nước cứu thương trước, lại kẹt cỡ một tiếng là các bạn. Rồi đúng rồi, thả lỏng tay, anh nãy còn quan sát bị rồi anh chuyển qua mở xi nhan, rồi bẻ lại qua rồi đạp ga. Khi anh quan sát nhớ giùm em là thả lỏng cái tay ra giống như bỏ vô lăng à, hiểu không? Thì nó xe không đảo, còn anh càng gồng thì xe càng đảo, rồi anh đạp ga lên giùm em. Cứng tay bắt đầu cái đúng rồi, đạp ga lên giùm em để chị chơi tiếp nữa. Rồi bây giờ anh thả lỏng tay ga ngó kính hậu đó, cái xe thẳng băng luôn, thấy không? Yeah. Đâu đảo đâu, được chưa? Đó phải sửa. Nói chung là học với em là phải chuyển làn. Đó thổ xì đó. Thì đúng rồi cái. Đó tiếp tục. Quan sát là cái thả lỏng cái vô lăng, cái nhẹ nhàng nâng niu nó, đừng có gồng quá. Yeah. Rồi anh đạp ga tiếp. Rồi lúc này anh muốn vô trong liếc ở sau, trống đúng không? Mở xi nhan, mở xi nhan rồi liếc lại cái bẻ lái vô, vẫn còn bẻ gồng cái tay. Đúng rồi. Vẫn còn. Giống như ghìm cái tay bên làng bên kia. Em chỉ nha, cái chiều nè. Anh cầm đi. Khi anh quan sát bên phải, yeah, anh mở xe nhanh nhưng mà tay anh bẻ nhẹ qua chút xíu bên phải, yeah, bẻ nhẹ chút trừ hao, yeah, thấy không? Rồi tắt xe nhanh cho em nha. Rồi bây giờ muốn qua trái thì sao? Quan sát bên trống thì đá xe nhanh ra, đúng rồi, là nhẹ qua, vẫn đập ga nhẹ cho em. Mấy anh ở sau nhớ né em ra nha, em lạng lắm. Rồi tiếp tục đập ga lên. Mình đang cho ảnh là tự tin hơn, tại vì anh còn bị tâm lý. Dứt nhớ một điều này, anh nhớ điều giùm em nha, này xe em đừng sợ, xe thầy mà lo gì, dứt không, mình xe em chạy thì chạy an toàn rồi, dứt anh cứ đập ga lên, buông thẳng ra. Dạ đi từ tiếp mấy chỗ rồi nè. Dạ đi đập ga tiếp nữa, đều ga lên. Rồi bây giờ muốn vô trong thì phải sao?
quan sát. Rồi bẻ tay nhẹ qua chút xíu. Đó, nãy em mới trừ hao quá không? Dạ. Anh quan sát nhưng mà anh bẻ biết nhẹ chút xíu qua bên phải thôi. Dạ. Rồi. Mấy anh nói sao nhớ em đang tập nha. Không, tại vì mình đã ngó kiến giữa ở sau trống các dạ, bạn. Dạ, dạ. Mình mới tập như vậy nha. Còn khi mà sau này anh chạy gia đình thì anh cứ giữ một làn đường anh đi. Chừng nào thấy trống rồi chuyện. Ừ, đúng rồi. Tâm lý nó cũng ảnh hưởng nhiều. Giờ anh cứ tập quan sát thả lỏng tay ra. Biết, đúng rồi, trống. Có bên phải. Đó, thấy không? Xe thẳng bằng không? Phải tập. Rồi xe này đang lên nè, anh giảm tốc độ lại cái cho nó qua. À, giảm lại cái là tự động nó qua nè. Nó qua cái mình theo, rồi theo. Đó, thấy không? Rồi có ông sao lên nữa kìa. Đó, anh cứ điều nhẹ là người ta qua được. Đó, thấy không? Phải cảm nhận là bên hông vai của mình hai bên. Dạ. Yeah. Cái này như các bạn mà lái mà chậm quá thì các bạn nên đi làn này, đừng có đi giống như anh Innova kia. Chẳng hạn như vậy. Thấy không? Nhưng mà anh Innova nó đi cũng nhanh rồi. Nhưng mà anh cũng hơi chậm, xe tải nó sẽ vô trong. Rồi anh tiếp tục đập ga lên. Rồi anh tiếp tục đập ga lên giùm em. Chung mấy cái gờ của kênh tao lắm, nó không có mặt, nó có sâu. Dạ, sâu. Thì cũng trên cao tốc này các bạn đi thì các bạn nhớ lưu ý nạp tiền vô tài khoản. Chỗ này thì miễn phí nhưng mà cái khúc trên thì nó không miễn phí nha các bạn ha. Thứ hai nữa là làn khẩn cấp đó các bạn không tuyệt đối không vô, giảm lại cho nó qua. Thứ ba nữa các bạn phải quan sát những cái biển báo mà xanh xanh mà xanh lá cây. Tại vì trên cao tốc các bạn để ý thấy những cái biển báo đều là xanh lá cây. Để cho bạn dễ nhìn hơn là cái biển báo xanh dương đậm. Và đặc biệt các bạn sẽ bị lộn làn 1 và làn 2. Làn 1 là phía bên tay trái nha các bạn nhìn rõ ràng nha. Làn 1 là phía bên tay trái. Làn 2 là chính giữa này. Đúng không? Các bạn còn tưởng là mình đang đi làn 1. Có nhiều bạn bị lộn nha. Làn này là làn 2 chứ không phải làn 1. Làn 1 là sát các bạn luôn. Rồi, công ty xăng dầu Châu Thành điểm dừng chân 750m nữa, bê đổ 750m nữa. Tuyệt đối các bạn không đậu ngoài đây nha. Nhiều anh em xe tải đậu, các bạn bắt trước đậu, giao thông lại lụm hết. Anh cứ đi lên. Mình sẽ vô chạm dừng chân đó, mình sẽ tập dè một cái. Thấy không? Yeah. Xuống tham quan chút xíu, đạp ga lên giùm em. Đúng rồi. Giờ em đá xi nhanh phải cho biết những cái xe phía sau người ta né. Rồi thả lỏng. Thả chớp, đúng rồi. Vậy thôi. Đứt khúc mình mới vô nha. Tuyệt đối không đậu đây nha. Có quyền cái bản báo cấm đậu cấm dừng rồi. À. Nó trong xe tải. Kệ nó, anh gà thắng nhẹ là được rồi. Rồi gà thắng nhẹ, bẻ lái vô nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đúng, chính xác. Gà thắng nhưng mà ta dừng bê lái. Rồi anh đi tiếp. Ông xe tải đồng cục lạng dữ ha. Lạng. Em nhìn nó nhuyễn rồi đó. Ừ. Múa ha. Múa. Ừ, múa bằng học viên tôi không? Học viên tôi múa là mấy ông khỏi né luôn. Thứ nhất mình đang ngồi trên đây để chi? Mình giảm lại cái lượng múa của mấy bạn lái mới. Mà các bạn lái mới múa là còn hơn mấy ông đó luôn. Ghê lắm. Bên trái đi anh. Bên trái mình sẽ tập dè. Phía bên trái ngay chỗ xe tải đó. Còn đậu trong đây thì quá dễ rồi. À. Phía bên đây trái. Đó. Coi chỗ nào trống mình sẽ tập dè ha. Ví dụ chiếc xe đó là okay. Chuyến. Dạ. Bây giờ nè. Cái chuyến xe là một cái chuyến này ngại vật giống như vách tường. Ha. Mình sẽ cái vai mình qua chuyến ngại vật gạt nó lại. Xe nó ngay dè. Ông nói dè hay thiệt nha. Dè phải bấm khẩn cấp chứ. Rồi, chiếc xe đen đó ha, yeah. Là cái vật cản của mình á, đừng có chạy lại cái chỗ lít xịt là được. Dạ. Yeah. Rồi, anh đi lên. Chiếc Mazda đó ha. Yeah. Rồi, cái vai mình, cái bánh xe đó là vật cản là giống như vách tường. Yeah.
đúng không? Cái vai mình đơn giản thôi, cái vai các bạn qua khỏi vật cản khoảng nửa mét là có phải mình vai vào giữa qua ngay chỗ đầu xe không? Giữa đầu xe không? Đây, vai giữa đầu xe, được chưa? Thì cái bánh xe kia là cái bậc cản, đúng không? Nhớ giùm em nha, là dây tường. Rồi đánh hết lái qua bên, không đánh lái qua phải tiến lên chứ, phải tiến lên, anh tiến lên mà, đâu ai ghép ngang đâu, hết luôn. Rồi anh ngó kính chỗ hậu, thấy vật cản chưa? Thấy chưa? Rồi hết lái ngược lại vô, thắng lại. Rồi anh gà xuống lui. Đúng rồi, gà. Rồi anh quan sát, móc hết lái vô. Anh thấy nó dướng thì gà thắng lại, trả lấy là bớt. Rồi lui tiếp, trả lấy là bớt nữa. Rồi chưa, qua chưa? Đúng rồi. Rồi chưa? Rồi hết lái lại, ngược lại. Đúng rồi, hết lái luôn. Hết lái như cũ, y chang hết lái đi. Ừ, đúng rồi. Rồi hở chưa, bên chó hở đúng không? Dạ. Rồi lui tiếp nữa, còn bên đây trống rồi, thấy không? Nữa chưa, chưa trả, chưa trả. Đuối anh chưa trả mà, nó còn xa mà. Rồi ngó bên trái đúng không, gần song song mới trả. Dạ. Rồi trả tiếp. Rồi đúng rồi, chữ đó. Rồi bây giờ quan sát cam sau coi nó có chướng ngại vật gì sao, có hố gì không. Dạ. Còn hơi kiến mình ngang kiến ta. Thầy chỉ cái chỗ cái này là xanh vàng sao? Cái đó. Xanh này là chẳng hạn như anh ve lại cái vật cản đó, là chẳng hạn như cái xe sau đi. Dạ. Cái xe sau ha, cái xanh này nè, cái xe sau mà đang đậu á, gọi là cái bài ghép ngang á, thì cái vật xanh này nó trùng ngay cho cái đầu của anh ta, hiểu không? Đầu xe của anh ta. Đúng rồi, giống như cái người đang đứng đó, người người ta đứng đây thì trùng ngay đây thì nó khoảng cách còn 2 mét, 2 mét mấy, để chi xe sau nó còn đánh lái ga, đánh lái vô được. Dạ. Còn anh đậu sát á, chừng nào dù đậu vô nhà mình vách tường đây thì đậu sát vô đây. Dạ. Còn này khoảng cách còn có 1 mét mấy à? Dạ. Cái này là nửa mét nè, chưa được nửa mét nè, nửa mét nè. Yeah. À, cái này là còn khoảng 2 mét mấy, 3 mét. Yeah. Là tính từ chỗ cái đuôi mình ra tới này. Đúng rồi, thì tùy theo cái bậc. Yeah. Đó, vậy thôi, ví dụ nửa mét. Yeah. À, cái này 1 mét. Yeah. À, này 2 mét mấy. Yeah. Chẳng hạn như là thêm này 1 mét nữa là 3 mét đi. Yeah. Đó, nó tùy theo. Ha. Ví dụ đầu xe ở đây, đầu mình nói xe ngang cái dấu kiến là ok rồi. Đầu ngang kiến là tùy theo, chẳng hạn như cái xe đó là xe sedan đi. Yeah. Đúng không? Thì người ta đậu sát cái vách tường đi. Yeah. Sát vách tường. Còn anh cái xe anh 7 chỗ, anh đợi cái kiến của mình ngang cái kiến người ta là cái đuôi xe mình nó dính vách tường. Yeah. Anh hiểu chưa? Yeah, yeah. Tùy theo cái dòng xe 7 chỗ hay xe 5 chỗ nữa. Yeah. Và cái kiến mình ngang kiến người ta tùy theo cái xe nào. Chứ không phải là lúc nào kiến nào xe ngang. Bây giờ kiến mình xe ngang với xe kiến 50 chỗ được không? Đâu được, đúng không? Đúng. Rồi, trả lại chính nè, kéo thắng tay lên giùm em. Nè, đúng rồi, kéo thắng tay. Kéo không bóp, đúng. Ít thôi, ở này không phải Đà Lạt. Chừng nào lên Đà Lạt mới kéo thẳng như vậy. À. Chù, nặng được nè. Thấy tay ốm mình lực không á, kéo nhẹ lên. Đó, rồi, được rồi, nè, kéo đi nè. Xong. Dạ, chừng nào dốc cao thì mình mới nứt nè nha. Dạ, dạ. Ví dụ mình kéo nè. Trong là đường bằng phẳng, còn đường hơi dốc nứt nở. Yeah. Đường Đà Lạt nứt nở. À, đường dốc nở nứt nở. Yeah, yeah. Còn nhiều khi bẻ vô lăng qua một xéo một bên nữa đó, nó vậy đó. Yeah, yeah. Thấy không? Rồi xong. Okay. Trả lời bơi giùm em, bớt khóa đẩy thẳng lên luôn, mạnh lên luôn, đụng cho không lắc nhắc nha. Gâu, ok, mời cả nhà vô địa điểm dừng chân nha. Thì bấm